Công an thành phố Sa Đéc phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân hàng trăm con vịt đẻ trên địa bàn của xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc bị chết đột ngột vào sáng qua ngày 7 tháng 10, nghi do bị đầu độc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 7 tháng 10, anh Huỳnh Văn Tân và anh Dương Thanh Tiền cùng ngụ xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến cơ quan công an trình báo về việc đàn vịt đẻ của nhà mình bị chết đột ngột không rõ lý do. Tổng số gần 2.000 con vịt nhà anh Tân nuôi đã có 200 con bị chết. Cùng ngày, hàng xóm anh Tân là anh Tiền cũng bị chết 100 con trong tổng số đàn vịt 700 con. Cả hai anh cho biết đàn vịt mấy ngày qua không có biểu hiện bất thường. Sáng qua khi cho vịt ăn cũng không thấy biểu hiện vịt bị bệnh. Sau khi cho ăn, thả vịt ra đồng thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau phát hiện vịt té nhào chết liên tục nên hai anh đã nhanh chóng lùa vịt về chuồng để hạn chế thiệt hại. Chỉ trong buổi sáng đã có tổng số hơn 300 con vịt bị chết, một số khác cũng có dấu hiệu đuối sức. Mặc dù vịt nhà hai anh được nuôi hoàn toàn bằng cám, nhưng khi mổ bụng số vịt chết lại thấy chứa đầy thóc lúa, trong khi cả khu vực thả nuôi không có ruộng lúa nào, nên hai anh nghi ngờ vịt mình nuôi bị người khác bỏ thuốc độc, nên đến trình báo công an. Giấc 7 giờ 15 là tôi đưa con tôi đi học về, là lúc 7 giờ 15 là tôi ra tôi đốn cái tre. Là tôi gặp vịt tôi nhào là tôi là cho mấy em tôi la làng lên là nó chạy ra là gom đã chết không là 200 rồi đó. Vịt tôi là bình thường là tự nhiên nó nhào nó chào không nhào một miếng không nó chào chết không. Tôi 1956 con, chắc nãy giờ mới vớt vô là coi như 200 rồi đó, với cái này nữa nè. 200 mấy đó. Thì muốn nhờ mấy ông coi giúp tôi giải quyết tôi chứ. Giúp tôi kiếm mấy người mà làm gì cho tôi chứ. Vịt tôi là thuốc, tôi thuốc là 100% luôn đó. Vịt tôi bị cho ăn thức ăn không mà vịt lúa không mà. Nhận được tin báo, công an thành phố Sa Đéc đã phối hợp thú y địa phương đến hiện trường lấy lời khai, hướng dẫn người dân phun thuốc khử trùng và xử lý số vịt đã chết theo quy định. Chi cục thú y tỉnh Đồng Tháp cũng đã tiến hành lấy mẫu để làm rõ nguyên nhân hàng trăm con vịt bị chết.